phẩm là chữ nhẫn bằng đá ruby. Thì về Phật phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát này bằng gỗ dâu thì chúng ta biết rằng gỗ dâu là một loại gỗ mà có tính tâm linh rất là cao. Và chúng ta đặc biệt những quý vị nào mà nuôi con đó, và bản thân tôi cũng thử rồi, nghĩa là em bé nào mà hay khóc đêm á, thì thầy ơi con hay khóc quá, tới thầy ra lấy cái dâu thầy chặt rồi á, làm vòng đeo, rồi cái lá để dưới gối nằm ở trong, đó là có thật. Cho nên về bức tượng Quan Âm này, về tính tâm linh rất là cao, thì chúng tôi cũng muốn đem lại Quan Âm Bồ Tát đem lại sự bình an cho tất cả mọi người, cho nên muốn đem lại bình an cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 16 tháng 6 tới đây. Thì chúng tôi muốn chia sẻ phẩm vật này đến quý vị khán giả nào phát tâm cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Về phía về bức tranh chữ nhẫn này, đây là bức tranh mà được bệnh nhân của tôi ở Yên Bái kết để tặng cho tôi trong chương trình hỗ trợ cho họ về tâm linh tâm lý. Đây là một bức phẩm về chữ nhẫn trong cuộc sống chúng ta, chữ nhẫn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Cho nên chữ nhẫn này bằng kết bằng đá ruby, đem ra cân biết mấy cân đây, rất là nặng. Cho nên chúng tôi muốn cái bức tranh này đến chia sẻ cho toàn thể quý vị. Chúng ta sống trong cuộc sống, chúng ta luôn nhẫn nhịn để có niềm sống an vui hơn. Đó là những ý nghĩa đặc biệt của hai vật phẩm mà thầy đã mang ra đây để đấu giá. Vậy thì con xin phép được hỏi thầy là khi đấu giá thì chúng ta thường sẽ phải có mức giá khởi điểm. Vậy thầy sẽ cho mọi người biết là mức giá khởi điểm của những vật phẩm này ạ? Theo quý vị khán giả, giá khởi điểm là bao nhiêu ạ? Về bức tượng Mẹ Quán Thế Âm bằng gỗ dâu ạ, quý vị mình nghĩ là sẽ bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Cứ nói là khoảng 5 triệu đồng. 5 triệu đồng. Xin thưa quý vị, chúng ta đến đây bằng tâm lòng, chúng ta đến đây bằng tình thương. Chính vì thế, tâm lòng và tình thương của quý vị chúng tôi không thể nào đong đo đong đếm được, cho nên chúng tôi xin ra giá khởi điểm là 0 đồng. Wow. Thầy ơi, con hơi thắc mắc một chút xíu ạ. Bởi vì là để mà có được một khúc gỗ dâu làm tượng á, cái khúc này là nguyên khối chứ không phải là ghép lại ạ. Và như vậy thì cây dâu này phải rất là lâu năm rồi. Và giá trị của nó như vậy thì rất là lớn, mà tại sao lại có 0 đồng thôi? Con hơi thắc mắc. Bởi vì thông thường mỗi chương trình mà tụi con cũng có làm, các chương trình vật phẩm đưa ra thường bao giờ khởi điểm cũng là 10 triệu hoặc là 20 triệu đồng. Thì thôi sẵn đây có hai nghệ sĩ, thôi bây giờ thầy là ở bên đạo rồi, mình xếp qua một bên, bây giờ ở bên đời đi. Thì xin phép được hỏi cô Bạch Tuyết và chị Việt Hương, theo cô và chị sẽ đưa ra mức giá khởi điểm như thế nào để hợp lý ạ? Dạ chị Hương ạ, mời cô. Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý vị. Hồi mới xuất hiện tôi có kính chào các vị Bồ Tát giữa đời thường, là bởi vì chúng ta biết rằng cái thời điểm này và thời buổi này, cái thông tin mạng nó đầy đặc như thế và mỗi người chúng ta hết sức là bận rộn. Và tối nay tất cả các vị có mặt ở đây để chúng ta làm điều thiện, thì như vậy rõ ràng là chúng ta đang học theo các vị Bồ Tát. Và điều đó hết sức là tốt đẹp và hết sức tự hào và hết sức là cảm xúc. Và tôi nghĩ rằng khi mà thầy nói không đồng đó, thì chính là thầy đang nghe theo lời của Đức Phật. Đức Phật nói là có với không đó là như gió thoảng mây bay. Khi nào chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có gì, thì lúc bây giờ chúng ta có nhiều nhất trên đời này. Kính thưa quý vị. Còn chị Việt Hương ạ. Dạ trước tiên Việt Hương xin chân thành cảm ơn tất cả các vị quan khách ngày hôm nay. Đặc biệt Hương nghĩ là nhà chùa tổ chức ngày hôm nay thì không thể nào thiếu được tất cả các vị Phật tử ở dưới. Việt Hương xin phép được cúi chào quý vị. Dạ, Việt Hương thì rất là vinh hạnh, cũng đây là lần đầu tiên được nghệ sĩ là một người bạn Tiết Cương mời Việt Hương, và Việt Hương đang đi quay, nhưng mà Việt Hương nghe nói là được đứng ở đây để mà đấu giá cái vị Phật, thì tự nhiên mình rất là hân hạnh và rất là cảm xúc bây giờ rất là rung. Thường là diễn viên hài thì phải nói cái gì vui, chia sẻ, nhưng mà Hương thì rất cảm thấy là rất là vinh hạnh để được đứng đây đồng hành cùng cái bậc tiền bối mà quá lớn đối với Hương. Cái này không phải là cây dâu nữa, mà cô đối với Hương là cái đa cái đề luôn, đứng với cô Bạch Tuyết. Và rất là vui khi nếu quý vị cho phép, ngoài là mình đấu giá, hai là mình mở lòng để làm từ thiện. Và Việt Hương biết là toàn bộ số tiền này thầy sẽ dùng, kỳ trước thì thầy
chuyển tới bệnh viện ung bướu và thầy đích thân cùng một nhóm tới làm từ thiện. Thì kỳ này thầy sẽ đi là bệnh viện Nhi, bệnh viện Di Đồng 2 vào ngày 16 tháng 6. À, Việt Hương cũng có hứa với thầy là nếu mà con có duyên, con không có đi lưu diễn thì con sẽ đồng hành cùng. Và thầy còn có một cái ý nguyện rất là đẹp, đó là tổ chức sinh nhật hồng cho tất cả các bệnh nhi ở tại bệnh viện. Thì Việt Hương xin phép tặng tất cả các bánh sinh nhật ngày hôm đó. Ví dụ như 1.000 bệnh nhân thì Việt Hương gửi 1.000 cái bánh. Cho nên là Việt Hương sẽ cùng với hai bạn MC sẽ đi xuống dưới đó, sẽ đứng cạnh bên các... chắc lần này cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, dạ, đặc biệt là các đại gia, dạ, hãy thương em đã đường xá xa xôi, em quay xa lắm, em đã vượt nghìn trùng, phóng xuống xe ôm, chạy qua xe đạp, lòn lách mới tới đây kịp cái giờ này, và bây giờ không thể nào đứng trên sân khấu, tại vì đứng trên sân khấu không thấy được tấm lòng mình, em sẽ tràn xuống dưới. Giá cả thì thầy em đã nói rồi, không đồng, có nghĩa là tâm thầy, bức tượng vậy mà nói không đồng, đúng không quý vị? Cho bi nhiêu thì cho sao coi cho được. Đừng để em chà lết ở dưới, đúng không quý vị? Mà không được nhiêu, em buồn lắm, nhiêu em gom về cho chùa nhà em. Chùa nhà em đi làm từ thiện cho các bé. Nó cái mặt nói bi thương, cái giọng nó cũng bi thương luôn quý vị, thấy không? Nói chung là bây giờ dạ. Cái màn khóc dạo đầu đã xong dạ, rồi đó. Dạ, em đã dạo rồi, khóc đầu rồi đó. Rồi. Mà bây giờ nè, chị dạo xong rồi. Dạ. Như phần chính nè. Chị mong muốn cái bức tượng đó với cái mong muốn của chị tràn xuống đó. Chị đứng ở đây, trước khi mình tràn xuống đó đứng đây. Yeah. Chị mong muốn là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền hả? Yeah. Thì thầy nói không đồng thì theo thầy. Thôi bây giờ thế này nhiều đi. Khi, nhiều khi tôi nói cái giá đó ra mà đúng dưới rồi, kia rồi. Nói cái giá ra thương xỉu luôn sao? Đó. Thế dễ xỉu lắm, tiền nhiều là xỉu. À, chị Hương ơi, bây giờ để mời thầy với cả cô vào bên trong để chuẩn bị cho những tiết mục kế tiếp. Dạ. Còn chúng ta cảm ơn sẽ bước xuống dưới để bắt đầu cho phần đấu giá này ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả